Ok, hôm nay em, hôm nay chúng ta lại thử một game mới. Game có tên là Fish TD, một con game thuộc thể loại Tower Defense mà tôi thường hay chơi trên kênh. Game này nó mới ra mắt vào ngày hôm qua thôi. Rạng sáng hôm nay thì chính xác hơn. Game này thì anh em nhìn nó thì sẽ nhớ đến cái phong cách World Cup 3 hồi xưa, cái dạng mà cái tầm map của World 3 mà anh em chơi qua cái mạng LAN á. Nếu như anh em có tuổi mà thích cái thể loại đó thì chắc sẽ nhớ về con game đó như thế này. Game này thuộc thể loại mà Tower Defense nó tương đối đơn giản cho nó không có dễ nha. Cái sự phức tạp của nó, cái sự khó của nó nằm ở chính cái đơn giản này luôn. Mình chỉ xây và tạo đường, sau đó nâng cấp mấy cái trụ lên thôi. Thì nó có một số cái loại trụ cơ bản là chính. Tuy nhiên cái độ khó của con game á, nó sẽ nằm ở chính cái mục đơn giản này, dễ tiếp cận này. Mình nhìn vô là mình biết cách chơi liền. Tuy nhiên để mà mình thắng được con game thì nó lại là tương đối chua. Mình chỉ xây dựng thì thôi, tạo đường cho nó đi, sau đó nâng cấp mấy cái trụ lên cho nó đúng cái thứ yếu là được. Tuy nhiên nó đơn giản quá thì nó lại rất là khó. Đợt mà sờ tem nếp phép tôi cũng ăn thành không ít đâu. Game này nó hướng đến cái đồ họa tả thực nên em nhìn cũng rất là mướt mắt nha. Mấy cái trụ công trình đồ cũng được làm rất là chi tiết, animation cũng rất là mượt mà luôn. Nay cũng vô thử coi con game này nó như thế nào, ăn hành quá thì chắc mình chịu. Cái thể loại Tower Defense này tôi chơi khá nhiều trên kênh rồi, anh em nào thích thử á thì có thể lướt lướt lại vài con game trước của tôi. Hồi trước thì tôi có chơi con Ember World nè, nếu như anh em có xem cái video thì lục lại cũng có. Nó cũng dạng Tower Defense, mình bui mấy cái trụ dựa trên những cái thẻ bài này. Game này thì nó thuộc dạng roguelike nên cũng khá là thú vị. Có cái video cho anh em cho coi luôn, 6 tiếng đồng hồ tôi đã hoàn thành nguyên cái bản early access này. Cái đây mà Ember game này thì nó cũng mà khá là vui. Đồ họa nó thì mức mắt hơn, nó mang phong cách hoạt hình hơn là con này. Con này nó hiên hướng tả thực, còn con này thì nó rất là dễ nhìn, dễ chịu luôn, dễ làm quen. Ngoài ra thì còn một con Tiny Tactics nữa. Con Tiny Tactics này thì lúc trước tôi chơi cũng khá nhiều nhưng mà không quay video. Anh em mà đánh bài AutoChess á, chờ nhân phẩm trên mà Liên Minh Huyền Thoại á thì con này nó sẽ có cái phần tương đối giống như vậy. Nó có ba cái tộc hệ khác nhau nè, mỗi cái đơn vị lính của mình nè, nó có tộc hệ và mình cũng xây lên để tạo đường luôn. Đó như bốn hệ Granite mình sẽ được cái bút gì, 6 cái Phaeton mình được cái bút gì. Game này là một con game cũng rất thú vị nha. Nó đã ra mắt từ khoảng 1-2 năm trước rồi. Ngoài ra Dev còn thêm một cái DLC miễn phí nữa, cho anh em có thể cảm nhận rất là vui luôn. Một cái bản cập nhật lớn. Đây là một game khá là đáng chơi đó. Một con gần đây nữa là CD2 chấm Master, cũng dạng cái thuộc cái mà loại Tower Defense mình xây dựng, cũng mà trên mấy cái thẻ bài này luôn. Nó cũng là roguelike nha, nhưng con này roguelike nó rất là ảo ma luôn. Mình có thể boost vô một cái trụ rất là nhiều để cho nó thực hiện rất là nhiều cái chức năng, không chỉ đam thôi mà nó còn hiệu ứng đẩy hất kéo rồi thiêu đốt rồi mà teleport rồi rất là đủ thứ hết đó. Mình có thể nâng cấp mấy cái thẻ bài lên, mỗi cái thẻ bài là một cái loại trụ, một loại skill, một kỹ năng gì đó. Thì tôi cũng có ghép và quay cho anh em cũng khá nhiều bản con game này rồi, không biết anh em mà trúng thưởng có chơi không, chứ tôi đã chơi con game này cũng khá là mê đó. Còn hôm nay thì chúng ta thử con game mới này, Actix Sanity, coi con game này nó thú vị không. Rồi ok vô game. Game này thì tôi thấy cái đồ họa nó đã thực quá nên nó tương đối nặng nha. Hồi nãy tôi vô tôi thử một tí là thấy nó khá là nặng luôn á, chứ không có nhẹ đâu. Cái này là cái bộ thư viện của chúng ta. Tôi thì mới thử cái màn tutorial đầu tiên thôi nhưng chưa gì cả. Này những con lính dạng nhân loại, human. Con này quái bay, con này côn trùng, con này golem, con này hình như là bạch tuộc phải không ta? Dạng như mấy con xúc tu á, còn con này Titan là dạng người khổng lồ, tôi nghĩ nó là boss á. Đây là những cái loại quái có trong con game này. Rồi ok, chúng ta vô game. Lúc trước thì tôi chơi màn chơi đầu tiên là đi hướng này, xong rồi dép đẩy xuống đây luôn cái bản demo. Thì tôi cũng thử qua cái màn này rồi. Giờ lại luôn cho anh em ha. Màn này thì nó hướng dẫn tutorial thôi. Rồi, mình sẽ có những cái loại trụ dưới này. Cái này không phải là trụ, cái này nó chỉ là một cái block thôi. Block thì mình đặt ở đây để mình cản đường cho con quái nó đi. Khi mà con quái nó đụng cái này thì đi đường khác, hai cái nóc gần nhau thì nó sẽ chạy thôi. Đó, game cũng khá là đơn giản như thế này. Đơn giản nhưng mà nó không có dễ. Tí nữa tôi ăn thành cho anh em coi để biết nó khó cái nào. Rồi mình sẽ đặt cái trụ nữa lên đây thì nó sẽ nối ba cái trụ này, nó tạo thành cái đường đi lên trên con quái. Cái này chỉ là cái lốc thôi nha, nó không phải là cái trụ. Còn mình muốn có cái trụ bắn bắn như thế này á, mình phải xây đặt nó lên trên cái lốc này nữa thì nó mới thành cái trụ bắn. Anh em để ý là đép họ tính đến cái con quái cuối cùng ra khỏi cái tầm trụ luôn á. Đó, trụ bây giờ mình có thể nâng cấp lên 2 lần. Anh em nhìn ở đây chỉ có một thằng lính bắn nè. Mình nâng cấp nó lên thì nó sẽ có hàng lính. Này. 10 tiền thì mới nâng cấp được. Đó, mình nâng cấp nó lên thì nó sẽ có 2-3 thằng lính luôn. Đó, nhìn nó bắn là tiền của mình trên này nè. Kịp luôn các bạn. Rồi, vừa kịp luôn, đúng ngay con quái cuối cùng. Rồi, xong cái phần 1. Perfect 1. Rồi chúng ta qua màn 2, bắt đầu có thử thách tí rồi đó. Độ khó thì
Atixa này là nó ở mức chữa, còn cái này là mức trải nghiệm là chính. Còn cái này là mức khó luôn. Mức khó này thì nó khó hơn chỗ nào ta? À, nó chỉ là ít máu hơn thôi. Ít máu hơn, ngoài ra thì chưa thấy cái nào nhiều cả. Còn cái này là mang tính chiến thuật nhiều hơn, còn cái này thì mang tính mà mấy con quái hơn nhiều hơn nữa. Thôi chơi cái mà cái xanh thôi. Tôi nghĩ cái mức này là tôi cũng đủ sức ăn hành này, không cần tới ba cái độ khó hơn đâu. Đây, mình sẽ chọn cái trụ xạ thủ mình đặt lên đây thì nó thành cái trụ bắn cung như cái nãy mình coi đó. Rồi chọn cái trụ này mình bán nó đi thì nó mất tí tiền. Bây giờ mình có thể mua trụ mới. Tiền á, tôi nghĩ anh em thiết kế cái tiền nó nằm dưới này cũng đi cho nó dễ nhìn, nhìn cái trụ nhìn cái tiền nó dễ dàng hơn. Rồi chúng ta vô cái quay đầu tiên. Tôi nghĩ chắc là nên nâng cái này lên trước. Rồi mình sẽ đặt thêm trụ nữa. Thi thoảng có những cái con quái á thì nó sẽ đi ra, nó không cho mình tiền đâu, nên cái quay đó mình phải tính toán cẩn thận hơn. Đây nè. Đó, như cái quay này quái nó ra mấy con màu tím tím này thì nó lại không cho mình tiền, nên mình mà không có nâng cấp được trong cái lúc này đâu. Rồi ok, vẫn ổn. Rồi chúng ta qua quay 3 luôn. Quay này thì bắt đầu có thể có tiền, nên chậm chậm thôi. Rồi đặt chủ nữa. Mấy con bạn mới có tiền nha, mấy con tím này không có tiền đâu. Thôi xong quay. Nên nâng cấp hay là nên nâng cấp đi. Rồi gọi quay mới ra. Mới quay 4 à. Nâng cấp lên. Cho lê lẻ 1 đồng đá. Kỳ gì. Mình còn có thể xây được cái đàn lót nữa nè. Rồi, đây bờ 3 mát rồi đó. Tiếp theo lần này cũng mát luôn. Rồi, mình đặt tiếp cái nữa đây. Rồi, nâng này lên luôn. Nhanh nào. Rồi, ok. Game dễ, đơn giản. Chơi ghét thuộc lòng luôn hả? Cũng không có dễ lắm đâu nha. Rồi 3 sao. Bây giờ bắt đầu khó nè. Map này là map mới nè. Hồi lúc trước là tôi chơi không có map này, đẹp đẩy thẳng qua map này luôn. Nên bây giờ chúng ta có thể bắt đầu ăn hành rồi đó. Sống có thành tựu nữa chúng ta. Quái nó sẽ đi thẳng cái đường này qua, nên tốt nhất thì mình bắt buộc phải lock ở đây rồi. Cái này ở đây thấy sai sai sao á. Tôi nghĩ sai ở đây thì đúng hơn nè. Để tí nữa mình còn đặt cái trụ lên. Đây. Ủa đây nó đâu cho sai đâu. Rồi bắt buộc phải đặt đây rồi. Rồi tiếp theo thì cái đợt quay đầu tiên quái nó ra như thế này. Hai trụ này là hai cái trụ tối ưu nhất nè. Một hai ba bốn năm trụ xung quanh đó luôn. Rồi mình sẽ bo quanh ngay cái trụ băng này. Rồi thôi, nâng cái trụ này lên mát đi rồi xây thêm. Hơi khó nha. Trụ băng này chưa mát. Trụ băng 11 tiền hết thôi. Mình mới vô chỉ có trụ cung này thôi. Rồi ok, tạm qua cái quay đầu. Tiếp theo thì dưới này luôn, bò quanh cái trụ chính này, trụ chủ lực của mình đây. Ở đây mình đặt được 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái nữa. Đây đặt cái này lên trên.
Ok, thủ được, không sao. Có vẻ tính toán khá là đúng rồi đó. Cái quay kế tiếp thì sẽ là những con quái bay. Bây giờ chỉ có mấy con lính cung mới bắn được nó thôi. Chết tôi rồi. Sao giờ ông đép ông mới nói. Bắn tới ông đây. Ừ tới. Mém nữa bị ông đép ông thúc rồi. Ủa bên này bán tím không ạ? Miếng tím không thì không có tiền. Có là có nè. Kể nữa đây. Ok. Những cái con ninja thì nó sẽ né cái đòn tấn công của mình. Ninja. Ninja anh em nhìn là biết con ninja liền. Thì nói là đó. Nên phải có cái trụ băng làm dặm lại để mình có thể bắn nó. Né rồi anh em nhìn nó lộn rồi. Này thì ninja với chúng tôi này. Nó cho mình 11 tiền, tôi nghĩ là nên nâng cái trụ này lên thân á. Chết rồi. Nó ra bự hơn kìa. Sống rồi, sống một con rồi. Lý ra nên nâng cái trụ này lên một cái. Thôi thôi, làm lại, không phải chấp nhận được. Ê! Ủa sao nó bắt đầu lại ngay quay năm hết ta? Không có sự lựa chọn nào khác rồi. Vẫn sống à? Vậy là phải đi lại từ đầu luôn rồi đó. Không phải chấp nhận được. Ủa mình chọn được quay nữa nè. Quay 3 đi. Đây. Bây giờ mình sẽ tập trung nâng con cung này lên. Bơ phẹt. Chơi là phải bơ phẹt. Rồi ít nhất con cái để đó được rồi. Thấy hiu hiu gì đó. Rồi ok, bây giờ 12 tiền. Nâng cái trụ này chứ ta. Nâng luôn. Trụ này ở đây thì nó bắn cũng được, không bố ngang cũng bố dọc, mặc dù nó bắn vô khá là hẹp như thế này thôi. Nó gỉa máu đường ít cũng đỡ. Mười sáu tiền. Nâng cái trụ này lên, xây một cái đây nữa. Nè, nó ghi quái bay nè. Rồi, ok hết đó. Đó này em thấy nó khó khăn chưa? Thôi rồi. Mới có mà màn 3 gì nó hơi đó nghe mà sức mồ hôi hột với nó rồi. Xuống này màn 4 hả? Màn này cũng mới luôn. Quái nó đi từ đâu qua đâu đó, từ chỗ này. Sử dụng những bức tường để cho con quái nó đi lên trên cát. Cái cát này nó sẽ làm chậm đi 30%. Mình có thể xây mê cung phối hợp với cái cát này.
Cát đâu? À đây đây đây. Thì ép buộc nó đi đường này. Vậy là mình phải lóc cái đường này lại. Lóc chỗ này là phải tốn 2 ô nha. Một nè, hai nè, thì cái quay đầu là tôi không biết có thủ được không á, thử phát đi. Con này lớp kiên á. Đủ 5 tiền mình đặt một chủ ở đây nữa liền. Đây, đặt chủ ở đây liền. Sau đó nâng cái chủ này lên. Ê ê da, tại vì xây hai cái trụ đầu tiên này sai rồi, đáng lẽ phải đặt ở đây nè, đặt ở đây để nâng con cung lên để nó bắn quái bay luôn. Cái trụ thứ hai thì đặt ở đây, đây đó, đặt như thế này mới đúng. Ngay từ đầu là tôi không có nghĩ đến con quái bay đó nên có vẻ là sai sai. Nên cái trụ cung này chắc cũng bỏ đi. Ủa cái này không bán được hả? Chơi kỳ giấy. Mình chỉ bán được ở trên thôi, không bán được ở dưới. Kim gì mà khó thế này. Tí nữa tôi đặt thêm một cái trụ ở đây nữa nè. Chủ này nó bắn quái bay tới mà. Chủ ở đây nè. Chủ bằng dưới này đi. Rồi, thủ ổn. Bây giờ nâng cái trụ cung ở đây lên luôn. Trời, nó chạy như tên lửa vậy đó hả? Đi từ từ bạn ơi. Đi đâu mà vội mà vàng. Chết rồi.
coi ok, có chủ này mát thì chắc cũng là êm êm rồi đó. Còn cái chủ này sao? Hôm qua nhiều quá gì ta? Ây da, sống con hả? Sống con đi kìa. Không thể chấp nhận được. Cái chủ này chưa cần mát. Chơi cái trụ băng ở đây có vẻ phí á. Rồi, đợt này thủ ổn rồi, không sao. Thiếu một tiền để nâng cái trụ này hả ta? Quay bay á. Ừ, bắn quay bay gì, đừng có bắn quay đi bộ. Rồi vừa đủ, từ 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 từ. Rồi, ok rồi. Vừa bay vừa thiết giáp. Thêm vụ này nữa đi cho nó chắc. Tôi nghi mấy con quái bay lắm. Sao nó bắn quái bay, nó đi bắn thiết giáp kìa. Game bị đần à. Chết tôi rồi. Không có chế độ nào ưu tiên. Ưu tiên bắn mấy quái bay được ta. Nó đi bắn con thiết giáp thì tôi cũng chả biết sao luôn. Ngu gì ngu dữ vậy đi. Kìa. Rồi, bó tay rồi. Cái trường hợp này vô phương cứu chữa rồi. No hấp, no hấp. Mấy chỗ này đâu cần nâng được nữa không? Được. Sao tụi nó đi như đúng rồi vậy ta? Ê, từ từ bạn ơi. Có khi thua luôn á. Không, vẫn còn máu. Thôi, đành chịu cái máu này. Thay hồn cũng được. Chứ ngu quay chịu thôi, biết sao giờ qua màn mới luôn. Bỏ. Khi đi qua đây á, thì mấy cái con quái đột biến nó sẽ hồi máu. Còn mấy con quái kia nó bị đốt thì nó sẽ chỗ này. Hiện tại thì mình xây lên, xây xuống, xây dọc lên. Nên cái trụ đầu ở đây, cái trụ thứ hai cũng ở đây luôn. Nên xây cái gì trước ta? Tôi không nghĩ mình nên xây cái trụ cung.
xây cái chủ cung ở đây nâng lên á, để tí quái bay nó bay thẳng từ đây qua đây nè, thì mình còn bắn được. Chưa gì có thiết giáp rồi đó hả? Quay kế hình như chưa có quay bay gì thì... Rồi, đi luôn. Nếu như mình xây ở đây đầu tiên á, thì có thể bắn nó từ sớm chỗ này luôn. Là lúc nó còn đang ít máu nè, mình có thể giết nó luôn ngay chỗ này, cũng khá là có lợi đó nha. Đó, quay bay ra nè. Rồi, ok, chưa sao cả. Quy kế quay bay nó là bay rồi thiết giáp luôn hả? Để ra ba con không? Bắn được đó. Được, chưa kịp. Trâu vật vả luôn á. Nó đi bắn mấy con thiết giáp không mà thiệt á. Ê, quay bay vậy? Không biết thủ được nữa trời. Sống kìa. Đồ độc ác, con game độc ác. No hope thiệt. Lý ra cái trụ này á không phải là trụ băng đâu, trụ này á là trụ cung á thì thủ được cái quay bay nãy. Không nào bắn máy bay luôn, thiệt tình nhé. Không sao, ba được thôi. Quá trời nó trâu ra. Thủ được, thủ được. Hai mươi hai máu y chang cái mạng này luôn.
Trời ơi, càng chơi càng gà là sao? Bây giờ mục tiêu qua màn thôi, không có bơ phết bơ bọng gì nói cho nó. Hai cái trụ này với cái trụ này. Trụ này trụ cung được rồi nè. Bây giờ một trụ băng nè. Trụ băng đặt ở đây cho nó tối ưu đi. Rồi, chúng ta thử quay đầu, quay thiết giáp. Cái trụ vật vả luôn. Rồi làm lại được rồi đó. Bó tay luôn. Rồi ok. Khoan nó đặt chủ cung đây, đặt cái nỏ ở đây đó. Có khi nâng cái trụ băng này lên trước nó lời không? Cái ô làm chậm này mình không có mà tận dụng được cái hai cái ô làm chậm này nó ngon. Hai cái ô này để bỏ phí quá nên chắc xây hai trụ đây trước. Tận dụng hai cái ô làm chậm thế này. Nó toàn thiết giáp luôn vậy trời. Rồi xong rồi.
Ơi tính đồ một máu đi qua được, chửi game thiệt á. Quay này vẫn là mấy con hạng nặng đó ta. Cái con cầm cờ nãy như là cái con nó cho tiền hơi bị nhiều quá. Bây giờ chắc đến lúc mà nó quấy bay được rồi. Đó, có quấy bay đó. Tôi nghĩ nó bay được một là nó bay một đống luôn á, nên bây giờ mình xây ở đây dần dần đi. Chết rồi. Chưa lên được level 2 nữa anh chủ này. Rồi to được rồi. À không, vẫn đủ được quá. Vừa đủ. Cái này để gì? Cục lửa này là sao? À mấy con bọ. Đúng trời. Ủa sao nâng cái trụ này lên? Trời ơi. Trụ này nó còn bắn được cái ô này. Hình này là hình mấy con bọ nha. Rồi vừa đủ vừa đủ. Bộ rùa này nó có thể leo lên tường. Thử coi. Mưa dầm thấm lâu. Mấy con này bắn không thấm nổi nhưng mà bắn hoài thì cũng chết thôi. Chỗ này còn nâng cái nữa. Nâng ra, nâng không? Nâng, 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 nâng. Nó còn mấy con bọ nữa. Rồi, chơi luôn, bỏ rất là nhiều nha. Rồi, mát mấy cái trụ này chắc trụ được mấy con bỏ đó. Mát luôn. Rồi, mát ở trên này. Không còn chỗ nào để xây nữa. Rồi, tôi nghĩ chắc là thủ qua thôi, dư mấy chục đồng tiền đó.
thôi, game dễ. Rồi ok, 3 sao lại, trời ơi. Lâu lắm mới thấy được cái 3 sao đó. Map này như có con rồng phải không ta? Không 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 không. Map này nó khốn nạn chỗ là cái này nó bay qua đây đó nha. Nè, cái chỗ này nó bay qua đây là cái trụ bay luôn á. Nên tôi chưa biết đặt cái gì vô đây. Nhưng mà tốt nhất thì vẫn nên đặt cái trụ cung đi. Bây giờ nó không cho, à quên, đây ở đây. Từ 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 từ, chỗ này. Trụ này để bắn mấy con bọ chắc cũng nằm sớm đi. Rồi ok. Ở đây thì đặt cái nỏ nè. Cái này dạng như máy xay sinh tố vậy đó, nó bắn rất là nhanh nha. Chuyên gia xử mấy con bọ luôn á, nó bắn nhanh nhưng mà đam nó yếu. Chủ yếu là để xử mấy con bọ này thôi. Tí nữa tôi sẽ đặt thêm một cái máy xay ở đây nữa. Chết rồi. Ây da, lỡ bấm lộn rồi. Quay này nó ra giáp hạng nặng. Bắn, bắn quét đi. $15 nữa hả, mắc gì vậy? Chỗ này bắn nổ không vậy? Hơi chết cụ rồi. Làm lại, làm lại. Có khi làm lại tôi quay 4 luôn á. Không nên đặt cái chỗ này sớm. Ê, sao vậy? Rồi, ok. Không cho nó đi vô này á.
chết rồi, không có tiền rồi. Hạng nặng hả? Thiết giáp hả? Thiết giáp thì giờ mình lo khá là ổn rồi. Nâng nốt cái này lên là xong. Cái đĩa ô này quan trọng nè, để quái nó không có đi vô cái lỗ này. Đi vô cái lỗ đó là mệt lắm. Tôi dưới này á. Sống đúng con quái nhỏ nó đi vô hồi nào tôi không hay luôn. Trời ơi, 29 máu. Cay không? Ủa, mấy con này không có tiền đó ta. Nó bị nhiễm độc rồi, nó không có tiền. Rất là nhiều bọ luôn. Vậy là phải xây thêm một trụ ở đây nữa. Mấy con bò nó cũng có thiết giáp nữa nè. Nó châu vật ra luôn. Này mát rồi. Thủ được, thủ được. Tự nhiên mất máu rồi, cay dữ thiệt á. Siêu thiết giáp luôn á. Gần như chút. Bắn được con này không ta? Rồi, ok đó. Trâu vật vả luôn. Bắn nó nào bạn, đừng để nó qua. Đi tới đây thì hai cái trụ này vẫn bắn được cái ô này nên chưa có sống đâu. Lát hết. Bỏ rất là nhiều bỏ. Đầu tiên nâng cái này lên. Mình hết ô xây luôn rồi. Ê, nó vô được hai con luôn. Ây da, sai sót chỗ nào ta. Lý ra cái này thành trụ băng thì ngon hơn. Không được trụ băng thì nó không thấy bắn vô này. Cái trụ này bắt buộc phải trụ cung này. Nếu như không cung thì quái nó bay thẳng ra đây mình đỡ không có được. Nãy quên nâng cái trụ này nó mát trước. Mát trước cái trụ này thì có thể thủ được cái con ở đây á.
lại lầm chỗ đó đó. Tôi nghĩ là không còn chỗ nào ở đâu. Cái trụ này lên mát trước cái trụ bên này. Thấy mấy con bò nó bò tới đây mình còn bắn được vài cái. Thôi kệ, mất 3 máu rồi. Dù sao mất 2 máu với 3 máu nó cũng khác gì đâu. Dư đúng tiền. Ủa cũng được 3 sao nữa kìa. 3 sao nhưng mà không có bơ phẹt nha. Vậy tôi nghĩ chắc là trên nhiều máu đó. Map này đúng khó luôn nè. Đợt demo tôi ăn hành biết bao nhiêu luôn. Nhưng mà anh em cứ yên tâm. Hồi demo ăn hành thôi. Chứ bây giờ là vẫn ăn hành như bình thường. Xì thử cái thôi nha, xì thử thôi. Đó, như thế này là tôi nghĩ là đẹp nhất rồi đó. Rồi, xây như thế này là đẹp nhất chứ nó. Mình có thể lắp hai ô ở đây, hai ô ở đây nữa. Rồi, ok, xây như thế này nhá. Cái ô cốt lõi là cái ô ngay chỗ này nè. Ô này. Thì mình sẽ được nâng cái chủ cung lên 3 lần. Nó thành cái chủ rất là tuyệt vời luôn. Siêu mạnh quá. Đó. Elite Tower của chúng ta. Rồi như thế này chúng thử quay đầu ấy. Ây da. Bay băng thiết giáp luôn. Thiết giáp thì chắc đặt ở chỗ này. Một hồi quái bay nó ra nhiều lắm. Nên tôi không nghĩ để cái trụ băng ở đây là nó hợp lý đâu. Có để sẽ để trụ băng ở đây nè. Và một cái trụ băng ở đây nè. Ở đây thì vẫn là hai cái trụ cung hoặc là hai cái máy xây sinh tố như thế này nè.
Đó, một nồi quái bay luôn kìa. Làm lại, làm lại. Chưa cần trụ băng gấp. Rồi, ok. Như thế này mà không đủ nữa. Game đùa thôi à. Sống con kìa. Sao giờ ta? Xì kéo kéo lên, xì kéo kéo lên là kịp. Cũng vậy à. Bực nha. Bực vãi ra luôn á. Mình lùi lên quay nó đi. Bắt đầu xây mấy dụng cung từ quay này luôn. Ba, ok hết. Bắt đầu mình xây trụ băng. Trụ băng chỗ này. Mát cái máy xây sinh tốn nữa. Không không, thiết giáp, thiết giáp rồi. Trời, bán chủ cung đi, bắn không thấm nó. Rồi. Thank you.
Thôi chưa cần, chưa cần. Rồi ok. Rất là nhiều bọ hả? Rất nhiều bọ thì mát cái máy xì lúa này lên luôn. Mình gần một chú băng nữa. Ở đây để máy xay lúa ngon hơn á. Chết tôi rồi. Sao mấy con này nó nhiều gì nè. Ây da. Sao đi tính queo vậy nè, tông luôn cái ruộng lúa của tôi rồi. Hai cái nhà này mát, một cái nhà này mát nữa mà không gánh nổi hả ta. Từ 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 từ. Thử em. Còn to hơn nữa. Vẫn là ba con nữa. Những bà ba con đó nó đi qua được. Lẽ vô phương cứu chữa gì trời. Cũng vậy à. No hope à. Mấy con bọ này thì bốn ba trên dây, 2.1 trên dây. Không lẽ xây cái máy thuốc lúa này đó.
No hope. Không đường nào đỡ được hết trơn á. Nếu như không có đường nào đỡ rồi thì mình bỏ nó luôn đi. Nếu quan tâm nó nữa. Dù sao cũng sống có hai con à, nên cứ mặc kệ nó thôi. Rồi kệ nó đi, sống hai con thì đành chịu. Đợt này quay bay rồi hả ta? Rồi ok. Không, bay như thế này thì cũng khá là nhẹ nhàng. Mấy con này không có tiền luôn, ai da. Nó đông vãi hả? Thu được, thu được. Cái dòng này nó trâu vậy? Gì vậy? Bạn đùa tôi à? Tự nhiên sống công quan mạng đi. Bỏ với mà thiết giáp. Rồi đợt này thủ dễ hơn nè. Mấy con to như nãy nữa. Chỗ này chắc xây cái máy thuốc lúa. Nâng mát nhà lên luôn. Hạng nặng hả? Rồi ok. Siêu cho hạng nặng luôn. Châu quá đi. Châu một cách khủng khiếp luôn á.
không có tí tiền nữa. Bây giờ còn mỗi cái nhà này gánh à. Rồi thủ được, thủ được. Giáp tím luôn, trời ơi. Ủa cái này máy thuốc mà, nằm ở nhà này đó. Quy kế là nó ra quế bay, quy 10 đó nó ra quế bay. Ủa, tôi nhớ quy 10 nó ra con rồng mà. Sao giờ nó gậy ra con quái nặng như thế này. Bị lừa rồi. Làm tôi xây một đống cung ngay đến giữa này luôn. Lừa đảo. Game lừa đảo. Ủa, đơn giản vậy nó hả? Coi, map này nói chung cũng ổn. Bây giờ đi tới đâu nữa? Đây. Màn này thì nó có hai cửa. Một cửa đi đường dưới này. Một cửa đi đường trên này. Mình phải ép nó đi qua ba cái ô này mới được. Nên dự định của tôi là như thế này. Đó. Rồi xong cái cửa dưới này tôi sẽ ép nó đi lên trên luôn. Đó như thế này. Rồi xong chỗ này mình thẻo ở đây được nữa không ta? Chỗ này mình ôm thêm khúc cua chứ con lờ đây nữa nè. Từ đó nếu như nói cái này qua đây, nói cái này xuống đây, như thế này nói qua, nói xuống, nói đây, ép nó đi ngược lên cửa trên cái lần nói cũng được nha. Như thế này mình nói hai cái ô này nè, này nè, xuống đây, xong này lắp qua đây, xuống đây, xuống đây, xong đây chặn cái ô này. Ép nó đi ngược về lên đây rồi nó vô vào cái đường trên này. Rồi. Tính là như vậy nha. Cái ô quan trọng nhất tôi nghĩ là cái ô này. Để nó bắn được máy bay cửa dưới cửa trên luôn. Ủa nãy làm sao quên nó tiêu rồi ta? Khoan khoan khoan, anh em đợi tí. Tôi phải chụp chĩa lại mới được. Kéo này qua tới.
Rồi, cái map nó là như vậy. Mình sẽ bỏ nó vào một cái ô. Đây. Thu nhỏ lại nha. Bây giờ cái đường này nè. Cho lên 7 đi. Màu đỏ. Đó, như thế này phải không? Mình chặn hai ô này đúng không ta? Để quái nó đi đường dưới thôi. Đúng rồi, chặn hai ô này thì quái nó có đi được không? Không, ô này nó không cho chặn rồi. Vậy là rồi quái nó sẽ đi như thế này nè. Như thế này đổ không đã. Quả lực thì mình sẽ tập trung ngay đây. Rồi, ok, chốt như thế này đi. Trụ đầu tiên mình xây là cái trụ quan trọng nhất là cái trụ này. Sau đó ép mấy quái nó đi lên như thế này. Nữa. Rồi, quất. Đây bắn được máy bay không đó? Nhưng cớ. Tính giờ giữ vô. Bật nữa là nâng được rồi. Rồi lên. Lắp lại luôn. Chết rồi, nó đi qua cái ô này hả? Ấy không, sẽ lộn rồi. Gì mới phải nè. Rồi mới bẻ cái nhánh này nha, gan đây nè. Đi đây ngủ mày. Rồi đó, bây giờ mình bắt đầu mình xây được rồi đó. Từ 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 từ. Xây cái trụ băng á.
Ủa, chỗ này chủ gì? Chết rồi, cái chủ này là cái chủ bán bọ, tôi xây nhầm rồi. Nhầm, đến đâu cái chủ phá giáp luôn mà. Rồi, lại. Nè, chủ phá giáp là chủ này. Ủa, nó thêm cái chủ máy hả? Từ từ. Những chủ này chủ gì ta? À, tầm đánh là cộng 6, nó bắn thêm 4m. Cũng được nha. Không đủ tiền. Rồi, ok. Chủ phá giáp đây nữa. Ủa sao kỳ vậy? Ê. Đi tầm 7 nha bạn. Rồi. Chưa cần xây đường mỏi đâu. Vẫn sống rồi. Không ổn. Tại sao ta? Nó đi qua bãi cát này thì nó phải bị làm trọng chứ. Đấy. Rồi, ok. Thiết giáp. Còn cái trụ này chắc tí nữa xây luôn quá.
Rồi, sang chủ nữa đây là với một chủ đây nữa là xong. Con gì đấy? Con Titan á. Chết rồi, quái bay nhiều quá. À, có bầy cung vậy rồi. Cái gì bỏ nữa ta? Châu quá. Chỗ này tôi định xây thêm cái cung. Mát luôn. Một nè, hai. Rồi ok hết rồi đó. Chủ này nó mạnh dữ vậy đó hả? Ý. Anh chơi đụng tà đạo như vậy. Siêu trọng trường luôn. Đây, mình phải nâng thêm một cái trụ, hai cái trụ phá giáp này nữa. Này nó bắn giáp là có 20% thôi, gần như không thấm gì hết. Không thủ được, thủ nhẹ nhàng luôn. Phá giáp mình nhiều lắm. Bây giờ tôi nghĩ là anh xây mấy cái vàng cung ở đây đó. Đề phòng mấy con bay. Nè bắt đầu ra quái bay nè. Thêm bỏ nữa ta. Bỏ thì chắc mát cái nhà lên luôn. Không, cung thủ được rồi. Chắc ăn nâng hai cái này thành hai cái trụ cung nữa, để hai cái trụ cung để có gì quái bay nó ra còn thủ được. Giờ xin giáp mình ngon lắm mà. Rồi, ok cái dàn quái bay đó. Tính ra cái trụ này nó ngon hơn cả mấy cái trụ bắn bọ này chứ. Trụ 15 đồng rồi nè. Tôi thấy nó ngon hơn nhiều luôn á. Chắc không cần nâng ở đâu, đi sức trụ rồi. Chết rồi, dư sức không đó. Rồi dư. Rồi. Map này dễ, dư 89 tiền luôn. Các bạn. Trời ơi, 10 quay đó, 10 map hay gì rồi. Rồi. Hôm nay chúng ta chơi đến màn chính này thôi. Có thời gian thì màn chính màn 10 xong chúng ta qua đảo mới. Ít ra là cũng khoảng 1/3 con game đó. Để tôi đếm này. 9. 9 đây chứ. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 này nó 25, 25 bên đây 5 nữa là 30 màn. Bây giờ chúng ta được 9 màn rồi, tính ra 1/3 game này. Có thời gian thì tôi chơi tiếp, phá đảo nốt game này luôn. Rồi hôm nay chơi đến đây chủ yếu làm quen game thôi. Ủa? Bonus 1. Hình như chúng ta sót cái màn này ở đây thì phải. Thử đây. Có cái màn bonus 1 này chúng ta thử luôn. Màn này thì... quái đi yếu độc dị quá vậy. Cát là mình xây không được nha. Ơ?
Sao chỗ này à hết tiền, trời ơi tính đâu nó sao nó không cho xây, thắc mắc nãy giờ. Ừ. Rồi ok. Ấy. Thôi vừa kịp vừa kịp. Thôi, lại 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 lại. Ủa, lại từ cái quay hai chứ. Rồi. Cái ô này quan trọng nè. Đó. Không, chưa. Bây giờ chưa có xây ô này. Rồi đơn giản. Quay ba, quay bay. Quay bay thì chả lo. Cái ô này cũng quan trọng đó nè. Ô này để ép nó đi lên. Hai cái này level 3 rồi. Lấy cái này. Cũng là map 1 thôi nên chắc nó cũng tương đối đơn giản. Rồi tiếp theo là nâng map cái ô này lên. Để cái gì quái bay nó bay đường này đó, mình có 3 trụ hình thủ. Ngoài ra cái ô này nó cũng bắn được 3 cái ô này rất là ngon đó. Ồ, siêu quái bay à. Bay cỡ nào thì cũng không có qua được đâu cưng. Đơn giản. Đông quá gì ta, có cần xây đêm không vậy? Tôi thấy hiu rồi đó nha.
Không, làm lại. Hơi tự tin thái quá, anh em phục giảm. Mát. Rồi, như thế này đổ rồi đó. Hồi nãy là tự tin thấy quá thôi, anh em thông cảm tí. Nó bonus của anh. Coi, chúng ta tạm ngừng đây thôi. Rồi, ok, bye bye anh em. Có thời gian rảnh thì tôi chơi tiếp game này. Khá là thú vị. Thủ hành Tower Defense. Chùm cuối thì chắc nó nằm ngay đây rồi. Nhìn thiết kế map là biết rồi. Ok, hôm nay anh em, hôm nay chúng ta lại thử qua một con game cũ, chứ không phải là mới nữa. Game này đó là nài trước xanh TD. Vì lần trước cái phần 1 thì tôi đã chơi được cái khúc này rồi, gần như hết cái đảo đầu tiên rồi, còn sót hai màn thôi. Nên lần này chúng ta đi tiếp tục cái màn chính này, coi thử con game nó có gì thú vị thêm nữa không. Mở khóa được thêm nhìn tính năng mới nữa. Tính ra là mới có 1/3 mộng tư con game đó. Độ khó con game này cũng tương đối cao, nên có thể ăn hành khá là nhiều. Map này nó sẽ có quái bay. Quái bay thì nó bay thẳng từ đây vô đây, từ đây qua đây. Nên một cái trụ để chặn quái bay trước đây đây. Ít nhất là cái đi cho nó chắc à. Tại vì quái bay nó hai bên đó. Tiếp theo mình có ba cái bãi cỏ là coi như 30 tiền đi. 30 tiền. Quái bọ hả? Quái bọ thì nó sẽ đi qua khúc cua này. Đây là cái gì? Double dam cho cái công trình được xây dựng ở đây luôn. Mấy bắn bọ này nó chỉ bắn nhanh thôi, nên ít 2 dam lên thì cái trụ băng mình được cái gì đây ta? Không, xây máy bắn bọ đây đi. Rồi, chúng ta bắt đầu quay đầu. Quay bay ở đây thì hai cái thủ nổi người ta. Úp lên cái thứ ba đi. Ê. Rồi vừa đủ. Không kịp hết ta. Tôi nghĩ là do mình xây chậm thôi. Rồi làm lại. Mình sẽ đặt một cái này ở đây càng sớm càng tốt. Hoặc là ở đây. Máy bắn bỏ ở đây vẫn hơn. Vẫn à, chưa sống vẫn 30 máu. Nó vừa khích luôn rồi. 46 tiền. Tiếp theo là mình nghĩ nên xây cái trụ băng này đi.
trụ băng này. Ở đây thì nó có thể bắn vào ô này. Đây là xây phía dưới này ta. Đây đây, nâng trụ lên luôn. Rồi, chúng ta tiếp tục. Đợt này có quái bay, nhưng mà thiết giáp. Thiết giáp này chắc chúng ta chưa có đỡ được đâu. Chết rồi, bay nhiều quá ta. Một trụ không biết nổi không nữa. Ờ, con này một hit à. Đủ, 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 đủ. Con này tăng hạng nặng hả? Rồi, cũng yếu à, không sao. Xây cái này để ép nó đi qua ô lửa. Ô lửa này khá quan trọng đó. Nên chắc tôi đặt thêm một cái trụ băng ở đây nữa. Nên không ta? Nếu đặt cái trụ băng ở đây thì không có trụ nào gây sát thương, thì nên đặt băng ở dưới thì hơn. Nếu hồi nãy mình đặt cái trụ băng ở đây thì sao? Phạm vi nó không tới luôn này, không tới đâu. Vừa đủ tiền luôn, tiếp. Đợt này quái bay màu tím hả? Chết tôi rồi. Ủa con này bắn quái bay được luôn nè. Ê. Ngon, trụ này bắn được quái bay luôn. Vậy nãy cái gì đặt đây rồi? Ê, ê, chết, 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 chết. Thiết giáp hạng nặng. Bây giờ quái bay màu tím nữa. Quái bay thì tôi sẽ đặt thêm cái trụ cung ở đây. Rồi, bắn được không trời? À được, được, được hai ba con. Nó vừa kích luôn. Nãy trâu dữ nha. À mình có trụ nãy đây rồi nên cũng không lo lắm. Có trụ băng ba nữa. Tôi thấy vẫn hiu hiu gì đó. Ừ không, nó mất lớp giáp rồi. Qua đây thì lớp cung nó bắn lại. Siêu bỏ. Siêu bò thì chắc mới xây cái máy đục này luôn. Xây ở đây thì nó bắn đâu tới đâu phải không? Nào. Nếu xây ở dưới này thì nó lệch quá. Nó mất hết là một cút dưới này luôn, rất là lỗ. Ok, thử đi, cũng được rồi thôi. Cũng được, chúng ta bắt đầu lại. Chết rồi, bỏ đi lên trên đó ta. Thì nãy cái gì xây cái trụ bắn bọ đây. Bắn bỏ nè mấy anh, bắn cái gì vậy?
Vụ này xin giáp nó 20% thôi, nên nó chả thấm bao nhiêu cả. $52 nâng cái này luôn, xây thêm một cái trụ băng nữa. Chỗ này đây, đợt này thiết giáp hạng nặng hả, đi nâng cái trụ này trời ơi chết tôi rồi. Cái này cung lên 3 cho nó chắc ăn. Rồi thủ ổn. Con này nhiêu tiền? 10 tiền. Quá thơm luôn. Chỗ này chắc lên mát luôn. Vừa đủ rồi đó. Chết rồi, nó bay chỗ này, chủ băng nó bắn đâu có tới đâu. Ây da, nguyên một bầy kìa. Méo ổn. Rồi, thủ bay ok. Ở đây chắc cái trụ mà bỏ đây. Giờ cái trụ này nó quan trọng gì mà nãy giờ quên nâng nguyên một game luôn. Ủa hình như lộn trụ rồi. Đi ra. Trụ cung này nãy để ở trên này mới đúng nè, ở dưới này là cái trụ bắn nỏ mới đúng á. Sai lầm quá, tại quái bay nó không có đi đường này, nó chỉ đi cái đường trên này thôi. Trụ này nó bắn bọ, nó chỉ bắn được cái ô này á. Rồi nó không bắn máy bay luôn. Thông quá.
phép ổn tí nào cả. Sao ta? Nổ hấp à? Thôi, thủ được rồi nè. Thôi, đơn giản, game dễ. Chưa chắc dễ đâu nghe. Thôi, game dễ. Ba cái đường cung đấy nó lo cái dàn bay này ngon mà. Chỗ này cũng mắm luôn rồi đó. Quay này dễ hơn quay nãy. Ê, trời ơi. Ông đếp ông không làm cái phím tắt nè. Rồi dư tiền nhiều quá không. Trời nhìn mấy ảnh đi thấy tội chưa. Bán luôn nè, bán luôn nè, bán hết luôn nè. Đó, đó. Ba sao hoàng kim, đơn giản, game dễ. Map cuối là map Titan hả? Titan 1. Vì cái này là Titan 2, cái này Titan 3. Cái này Titan 4. Tại vì theo cái menu thì nó có 4 cái Titan hả? Đây nè, cái này nè, nó có 4 con Titan. Thì bây giờ chúng ta sắp chạm mặt được cái con đầu tiên rồi đó. Cái map gì thấy ghê gì này hả? Đây, 4 tài năng nó ghi đây luôn rồi, mình khỏi tính toán nghiên cứu gì nó. Balista hả? Cái cây nỏ này thì nó bắn xuyên qua được mấy con quái luôn, nhưng mà nó giảm 50% đam nha. 11 quay. Cái này là gì? Nông chạy hả? À, vậy là phải cân nhắc khi nào nên dùng tiền cho nó hợp lý nè. Mếu tới. Trụ cung thì nó bắn tới. Nhưng cái quay đầu là quái bay hả? À? Quái bay đi thẳng đường này qua luôn rồi. Rồi một cái level 2 đủ gì thì tôi xây cái này luôn. Ê, sao ghi quái bay ông cốc? Ông ăn gian hả? À? Lừa, game lừa.
Game lừa. Như thế này thì cũng được, chỉ có 3 ô thôi. Thực sự á, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cái nhân 15 đồng ta tốn 105 đồng. Nhưng mà chỉ có 3 ô gì, ít nhất là mình phải xây trước cái quay 7 thì nó mới có lãi, còn sau cái quay 7 là nó phế luôn. Nên mấy cái này thì thực sự không cần lắm. Ninja thì rất hy vọng là bắn nó được ở hai con này. Ok, quay đầu là chúng ta có cái ruộng lúa luôn. Ngon, 55 tiền. 1, 2, 3, 4, 5. Vậy là mình bỏ 60 tiền, mình lấy lại được 50 tiền. Ủa, nó tính theo cái ruộng lúa trong này hay là cái trụ này ta? À, tính theo cái ruộng ở trong, 5 tiền với là 55 tiền của mình nữa. Cái trụ này thì khả năng tôi sẽ xây cái balista đi luôn. Vậy là không được. Cái tạo đường ở đây thì chưa cần đâu. Cái trụ cung này tôi nghĩ là để ở đây thì nó ngon nhất nè. Dưới này ngon hơn. Bộ này nên để ô băng không ta?
siêu trụ đầu tiên của chúng ta đây. Tiếp theo là trụ băng, tôi nghĩ là nên đặt ở ô này. Thực tế có nên cần trụ băng ở đây không ta? Tại chỗ này cát nhiều rồi chắc không cần băng đâu. Thử coi. Chết rồi, quay tới đòi bò hả? Bò chúng ta có cái trụ này cũng lo được. Bắn ổ map vô nha. Ở đây một là tuốt lúa, còn hai là phá giáp. Cái gì đây? Mê đích hả? Mấy con này là nó hồi máu gì già kháng băng luôn. Bá đạo. Tôi bắt đầu thấy hiu hiu rồi đó. Trời ơi, nó bắn phát rồi né. Chỗ này nó bắn mạnh vãi cả. 80 đam. Đây rồi, Adekagi của chúng ta đây rồi. Ủa? Nó bắn đã mạnh, nó bắn còn nhanh nữa trời. Trời ơi, khiếp. Xây cái trụ băng ở đây mới đúng rồi. Xây chỗ này sai rồi. Đáng lẽ xây trụ băng ở đây. Nó bắn được 3 ô. Xây trụ băng ở đây nó chỉ bắn được 2 ô này thôi. Bắn này nè anh. Trụ này gánh tay bao lực luôn. Mát luôn anh ơi, mát luôn. Ngon.
siêu bay vậy, chết tôi rồi. Ê, lũ đạn nhà nó bắn quái đi bộ. Như thế này mà con không thủ được. Đắp cái mục tiêu đầu tiên. Chỗ này tôi vẫn nghĩ là nên xây trụ băng ở đây đi, hơn là mấy cái vụ mà bắn bọ. Bắn bọ mình có thể xây ngay đây được đó nè. Tại mấy con bọ đi tới đây nó trèo qua đường này đi thẳng vô. Quý vị nâng cái trụ nè, không có xây tầm bậy mà nâng cái trụ băng lên chứ. Nó bắn mạnh kìa. Hồi nãy quay 8 là nó ra mấy con bay đúng không? Chủ này xuyên giáp 20% à, chủ này 40, chủ này 30, chủ này bắn là gần như không có xuyên giáp được luôn. Thank you.
Thằng này nó xử xử hết, yên tâm đi. Để bắn mấy con người nè, đừng có bắn mấy con giáp. Rồi lên bàn đi cho nó chắc, hiu hiu rồi đó. Rồi tiếp theo là siêu bay, thì đợt này không sợ mấy con bay cho lắm. Ba trụ này chắc lo được. Ba chủ mà lo còn không nổi mấy con bay nữa hả? Hết mức rồi đó nha. Rồi, đi thừa là một chủ. Tôi nghĩ cũng chả sao đâu. Chỗ này còn lần nữa hả? Qua đây anh này anh xin trả hết 240 đồng. Quái có 600 máu à. Bay tím thì không lo. Bây giờ bay đỏ cũng không lo nữa, nó gì bay tím. Bắn chỗ này nè à, mấy ông ơi, ông đi bắn mấy con đầu rồi làm cái gì. Thôi game dễ. Bay bọ giáp vừa bắp hết. Cái này mát rồi. Chủ này khá là ngon rồi nha. Đấy ghê ghê gì nè. À không sao, tụt được. Vô mấy con đầu nó quá trâu thôi. Cái này nó màu trắng mà nó còn gì nữa đó hả? Chủ này xin giáp 80% luôn, nên méo cần cái chủ này luôn á.
Quay thứ 11 không có quái bay vậy thì rồi ok. Nó bắn được 1, 2, 3, 4, 5, 6 ô. Chỗ này bắn nhiều hơn. Cái gì đấy? Ninja Titan 1500 máu. Có giáp không? Không có giáp. Con này có đam nữa hả? Rồi game dễ anh em ơi, game quá dễ luôn. Thành tựu đâu đó, thành tựu hiện lên. Mười một, up 3 lít. Map này thì mình sẽ cho quái nó đi cái đường vòng xuống dưới. Trước tiên thì lóc cái đường ngang này đi. Xây được con trụ màu à. Rồi, ưu tiên nâng cái trụ này lên. Chốt con này thiệt á. Vô kịp. Cái trụ này nâng hai không phí nha. Tại tí nữa tôi sợ quái bay đi thẳng cái đường này xuống nè. Nó chạy như tên lửa vậy. Chỗ này tôi muốn nó thành cái nỏ này hơn để mình nâng mát lên. Cái chỗ vị trí này nó rất là quan trọng nè. Quay này không có tiền nữa trời. À có. Ba con giáp hả, bắn nổi không? Nổi luôn kìa. Này chắc bắn cũng không nổi đâu. Hên quá, ngay lúc đi ngủ. Giờ kịp. Thiếu tiền giữ thiệt đó nha.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì cái trụ này lên mát luôn thì nó ngon hơn. Okay. Game dễ. Cụ này để đây được không ta? Chủ này nó xuyên giáp còn mạnh hơn chủ này đó. 40.5 là 80 DPS, còn cái này là 60 DPS. Tầm đánh nó lại xa hơn, nhưng mà tiền nó mắc quá. Con này con 50 tiền nữa. Game dễ. Rồi quay bay vô đây. Rồi cái nhà này quên nâng nó trời. Thôi, không cần nói đâu, nhìn dễ quá. Thành tựu luôn. Phay là cái gai nhọt. Ừ,
bây giờ chúng ta đã có cái trụ là anti quái bay. Trụ anti quái bay này thì cũng khá là ngon. Nó đi từ đây qua đây thì cái trụ anti quái bay thì chắc đặt chỗ này. Cái ruộng lúa trước cái đã. Ok, có ruộng lúa. Bọc qua này luôn. Trụ cung đây luôn. Lên luôn. Rồi. Trụ cung này chắc tôi nâng map nó lên luôn á. Quay 3, quay 5 là tôi dự định xây một cái nông trại vậy luôn nè. Có năng thì nó elite cái trụ băng này. Bỏ đi lần này. Nó ra quái bỏ nè. Còn gì đây, 50 tiền, 400 máu, golem, chỗ này bắn nổi không ta? Qua đây thì trụ băng với trụ nỏ này chắc bắn được. Bán cái này rồi, khoảng quay 6 thì mình làm cái farm này nó kịp không đó. Một hai ba bốn bốn này, bốn cái này nữa là tám tám đây, 120, 120 thì mình ba quay nữa mình gỡ lại cái chỗ này, 7 8 9 10 lãi được 10 đồng á. Cái lãi 10 đồng đó là không có tí khả quan luôn á.
Nhưng mà có đủ 120 đồng không cái đã này à? Hai con luôn em. Ba chục đồng xây kịp này không? Trời ơi không đủ. Trễ một quay là mình nổ rồi. Làm lại. Không phải chấp nhận được. Cái quay đó rất là quan trọng luôn. 16. Cái quay 6 này nếu như là 1, 2, 3, 4 nè. 8. 8 cái ô này thì tôi tiết kiệm là phải 120 tiền cho toàn bộ cái này luôn. 8 cái này 120 tiền. Thì nó cũng hơi khó đó. Thử đây. Cho cái chỗ này lên elite luôn mà. Chắc là lên elite mới nổi thôi. Không lên elite là không nổi đâu. Rồi bây giờ mình xây mấy cái này dần đi. Golem méo gì đi qua đây mà nó full giáp luôn vậy nè. Ở đây mình còn cái trụ băng này với trụ băng này thêm trụ nỏ nữa chứ thủ được. Đó một cây lên. Ngon. Đây cái trụ băng. Quầy này có máy bay rồi nha. Để đây thì ngon hơn chứ. Để đây thì ngon hơn. Ủa, quái bay điên này hả? Hơi điên nào cũng được. 50. Bay trắng à chứ không cần năng đâu. Rồng. Rồi rồng con mũi. Bay bọ giáp. Chỗ này thì trụ này còn trụ này nữa. Chỗ này xây cái 3 lít ta thì cũng hơi phí nè. Nhưng mà không xây cái đó thì biết xây cái gì bây giờ. Thử đây. Mát mấy cái này trước cái đó.
chết rồi, mấy cái bọc bầy thiết giáp này đi qua đây luôn. Ủa nhẹ nhàng vậy đó hả? Rồi ơi, con mũi này. Ở đây thì bắn được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ô. 1, 2, 3, 4, 5 6 ô. 1 1 nè, 2 nè, 3 là 4 là 5 là 6 là 7 ô nè. Nên đặt ở đây nó vẫn ngon hơn. Con rồng này nó yếu siêu à. Má nó nè. Tiền mình bao ra năm bãi này mỗi quay được 50 đồng nữa. Bỏ nâng cái này lên. Sợ quay bay hả? Này thì bay với chúng tôi nè, này thì rồng nè. Bạn gồng bơi qua đây, hai con luôn hả? Song long hả? Má đó nè, còn lại dư tiền thôi. Quay cuối mình cũng đâu cần ba này nữa. Thôi game dễ. Ba sao 10 perfect. Game đau đầu quá. Nãy giờ chúng ta mới chơi được 3 màn đó. Trời, 4 màn. Gán màn thứ 5 đi. Có gì nhiều nhiều thì tôi ghép nó lại thành cái video đầy đủ luôn. Bây giờ thì đơn giản nhất là như thế này.
Rồi. Double dam chắc ưu tiên cái này. Cái trụ mạnh nhất của chúng ta nằm chỗ này. Quay đầu là bỏ. Không. Cái quay bỏ này nó rất là nguy hiểm luôn. Cái trụ bắn xuyên của mình mà gặp mấy con bò là chết liền luôn. Tại này nó ba cổng lận. Nên cái này ưu tiên nhất vẫn là cái trụ bắn bò này đi. Thử quay đầu coi. Quay bay nhưng mà bỏ hả? Với bay thì anti cái bay thì đặt ngay đây là được. Ý da. Nó bay đường bên đây nữa. Rồi ok, qua được quay tay. Quay ba là thiết giáp. Cái này chủ băng cô này chưa cần lắm.
trụ này nó bắn hướng xéo rồi nè, bắn xéo được bao luôn nè, nên nó bắn xuyên qua khá là ngon. Siêu bay với siêu bọ. Chỗ này không cần đặt chính giữa. Chỗ này đọc bên hông cũng được rồi. Đi. Trời, bay gì lưng tà đảo vậy nào? Ủa sao nó bay qua đây chứ nó không bay vô đây hả? Chơi dơ dữ thiệt luôn. Bó tay toàn tập. Chơi mà nó chơi bay dơ. Bay với siêu giáp. Siêu giáp thì mình nâng cái trụ lên. Bay nó bay nào, đừng nói bay bên đây nữa là tôi chửi ha. Bay hướng đông thì cũng không sao. Bay tím luôn mà ta. Mấy con như này nè. Siêu bay luôn. Siêu bay với siêu bỏ. Không không, bỏ bình thường. Để bay nhiều nữa, bay đỏ luôn hả? Đi.
hên là xây một chủ ở đây rồi nha, chúng thôi là to luôn rồi. Ơi ơi, xây chủ này đây phí quá. Bay với siêu bọ. Có gì hồi quỷ cái chủ này làm lại. Hơi phí. Ủa? Sao sống hai con? Thiếu cái máy bắn đá này rồi. Máy bắn đá này phải đặt ở trên này mới đúng nè. Ủa? Nhầm rồi. Rồi, quay thứ 12. Ở đây chúng ta có cái trụ băng 1, phải hy sinh đi. Chỗ này xây cây nỏ là sai rồi nè. Lý ra nên xây cái máy bắn đá ngay chỗ này á. Không. Cũng không có sai cho lắm. Nó phần máu kinh quá. Rồi, quay quay. Đáng giờ bại sản luôn. Rồi thử quay cuối luôn rồi. Ăn cái này là ngon hơn. Rồi, ok. Phá đảo. Mới chơi được 4-5 map mà sức màu hơi hộp thôi.
Ủa không có thành tựu gì anh chị? Thôi có thời gian chơi tiếp. Tôi tạm ngừng cái video nãy đây. Có gì tôi ghép lại nhiều cái lại thành một cái video luôn. Ok bye bye anh em.